Hello các bạn, trong video trước mình có hướng dẫn một cách là kiếm thêm 2.000 Reddit miễn phí ở trong Kling AI ha. Và cũng có rất là nhiều bạn đã sử dụng và đã làm theo cách đó kiếm được Reddit ha. Ví dụ như các bạn này, bạn đã comment trong đây là đã kiếm được 666 Reddit cho một cái reel bạn upload ở trên Kling AI ha. Thì đây là một trong những cách mà chúng ta có thể sử dụng những cái AI trả phí như thế này. Chúng ta chỉ cần đăng ký một cái gói nhỏ nhất thôi. Sau đó anh chị sẽ sử dụng để chúng ta tìm cái lượng Reddit miễn phí để chúng ta có thể sử dụng nó nhiều hơn ha. Thì trong video hôm nay sẽ là một cách tương tự, nhưng mà chúng ta sẽ không phải làm cho Kling AI nữa mà chúng ta sẽ làm cho Midjourney. Midjourney là một trong những công cụ mà tạo hình ảnh có thể nói là tốt nhất hiện nay, nhưng mà nó bị một cái hạn chế, đó là Midjourney chỉ có gói trả phí thôi, nó không có gói miễn phí cho chúng ta sử dụng. Thì rất là nhiều anh chị khi mà cần sử dụng những hình ảnh thì cũng khá là rén trong cái vấn đề mà đăng ký tài khoản Midjourney ha. Bởi vì trong đây một tài khoản anh chị có thể thấy gói rẻ nhất nó khoảng 10 đô một tháng, và cái gói cao nhất thì 120 đô ha. Nhưng mà anh chị đừng lo lắng, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng Midjourney với cái gói rẻ nhất, nhưng mà anh chị sử dụng được cái lượng Reddit khá là lớn ha. Thì trong hơi video hôm nay Tuấn sẽ hướng dẫn anh chị cách để chúng ta kiếm thêm Reddit ở trong Midjourney ha anh chị. Ở trong Midjourney khi mà chúng ta sử dụng thì nó không gọi là Reddit mà nó gọi là FastHour ha. Anh chị xem ở trong cái tài khoản ở trên màn hình ha. Ở đây mình sử dụng cái gói rẻ nhất ở trong cái tài khoản này, đó là 10 đô một tháng ha. Và trong cái gói 10 đô một tháng nè, mình có 3 tiếng 20 phút, tức là 3 giờ 20 phút sử dụng 200 phút thì 200 phút này chúng ta có thể tạo được bao nhiêu? Một hình ảnh thông thường chúng ta tạo nó khoảng 45 giây đến 1 phút. Thì anh chị có thể hình dung là 200 phút này chúng ta tạo được 200 hình ảnh đi cho nó dễ hình dung nhất ha. Thì khi mà chúng ta sử dụng trong một tháng này, đôi khi chúng ta tạo nhiều hơn hình ảnh thì chúng ta phải mua thêm Reddit hoặc là chúng ta phải nâng gói lên ha. Nhưng mà anh chị sẽ thấy ở dưới đây mình có một cái dòng là Purchased and Awarded ha, là 1 giờ 47 phút. Tức là cái giờ này là giờ không phải mà mình mua thêm nha anh chị. Giờ này là mình được tặng thêm. Thì làm cách nào để mình tặng thêm? Khi mà chúng ta sử dụng trong Midjourney, anh chị kéo xuống dưới đây nó sẽ có một cái khung gọi là task ha. Chúng ta nhấp vào cái phần task này thì ở đây anh chị sẽ thấy ha, sẽ có một số cái phần như thế này. Anh chị sẽ thấy là ví dụ như ở đây là gọi là curate community front page nè, nó có cái mục là earn fast hour ha, chúng ta thấy ha, hoặc là rank image nè, nó cũng có earn fast hour, rất là nhiều cái gọi là earn fast hour. Thì đây là những cái gì? Tức là khi mà chúng ta sử dụng trong Midjourney đôi khi chúng ta ranking một cái hình ảnh hoặc là một nhóm hình ảnh nào đấy, hoặc là chúng ta làm những cái survey của Midjourney thì họ sẽ tặng cho anh chị những cái lượt FastHour để chúng ta tạo hình ha, rất là dễ dàng để chúng ta có thêm cái FastHour này. Thì những cái FastHour này chúng ta có thể sử dụng được bao lâu? Chúng ta có thể sử dụng được trong một tháng anh chị. Ví dụ như đây nè, mình sẽ có cái gói là 1 tiếng 47 phút ha, nó hết hạn vào ngày 3 tháng 12 ha, anh chị có thể thấy ha. Giả sử như trong tháng này mà mình sử dụng bao nhiêu đó thôi, khi mà mình sử dụng hết mình muốn thêm thì mình chỉ cần vào đây mình làm một số survey thôi thì nó sẽ tăng cho mình ha. Ví dụ như anh chị sẽ thấy ở đây nó có một cái survey để chúng ta làm và chúng ta kiếm thêm 2 tiếng đồng hồ để FastHour ha. Chỉ cần nhấp vào đây và chúng ta làm cái survey thôi, chúng ta chỉ cần bấm vào accept ha. Ở trong đây nó sẽ hỏi chúng ta 181 câu để nó hỏi về cái tính cách của chúng ta khi mà chúng ta sử dụng Midjourney nó sẽ như thế nào. Thực tế đây là một cái cách survey để mà nó hiểu hơn về chúng ta, để mà Midjourney nó ra được những cái phiên bản tốt hơn hoặc là những cái cải tiến, những cái tính năng nó thêm để cho người dùng họ sử dụng được nhiều hơn, đáp ứng yêu cầu người dùng mà. Thì ở trong đây nó có rất là nhiều cái survey, thì anh chị cũng không có cần phải đọc chính xác hết những cái survey như thế này. Đây là cái cách để mình làm những cái survey nhanh này. Đây. Thực tế nếu mà anh chị có thời gian thì chúng ta có thể dịch những cái survey này ra chúng ta làm, hoặc là anh chị chỉ cần click vào đây thôi. Đây, chúng ta chỉ cần click một số cái ha. Để mình sẽ có thể chọn. Hoặc là nếu mà chúng ta cần thì chúng ta có thể chọn dịch sang tiếng Việt nè. Nó sẽ hiểu được cái tiếng Việt và anh chị có thể làm cái survey này nó dễ dàng hơn chẳng hạn. Ví dụ như nó hỏi là tôi lúc nào cũng bận rộn thì có đúng không? Có chính xác không? Giả sử vậy vậy. Đó, tôi không có bận rộn đến mức mà quên ở thời gian đó, đúng luôn. Kiểu vậy. Thì anh chị cứ làm một số survey thôi. Một cái survey này anh chị nhìn thì có thể là 181 cái câu hỏi chẳng hạn, nhưng mà mình làm không có mất quá nhiều thời gian đâu. Bởi vì sao? Bởi vì survey mà, thì đôi khi anh chị nhấp cái nào mà chả đúng, đúng không? Chúng ta có thể nhấp bất kỳ cái gì nó cũng gọi là đúng hết. nó không có phải là một cái dạng như một cái câu hỏi toán học hoặc là một cái câu hỏi mà về vật lý hay gì chúng ta phải trả lời chính xác ha. Survey thì bao giờ nó cũng đúng. Nếu mà anh chị có thời gian, anh chị cũng nên làm survey cho thực tế để cho Midjourney họ hiểu được chúng ta cần những cái nào. Còn nếu mà chúng ta không có nhiều thời gian quá mà chúng ta vẫn muốn có FastHour trong Midjourney thì đây là cách mà mình đang sử dụng ha. Đấy, anh chị có thể thấy ha, ví dụ như tôi sẽ không bao giờ dùng những lời lẽ thô tục này, hoặc là tôi không biết tại sao tôi lại làm một số việc. Đấy, kiểu vậy. Thì họ survey này để làm gì ạ? Họ survey để cho chúng ta biết là về cái cảm xúc khi mà chúng ta sử dụng một cái công cụ, hoặc là cái cách mindset khi chúng ta sử dụng công cụ đó, nó sẽ như thế nào, để họ ra một số cái tính năng mới chẳng hạn. Đấy, ở trong Midjourney này thì họ khá là chiều chuộng người dùng ha. Khi mà người dùng cần một số tính năng nào đó thì họ sẽ cố gắng họ đáp ứng anh chị. Đây là một trong những công cụ mình rất khá là thích, bởi vì cái tính năng mà khi mà chúng ta sử dụng trong đây á, nó khá là nhiều và chúng ta cũng có thể được sử dụng được rất là nhiều thứ mà tạo ra từ trong Midjourney. Mình thì không được trả tiền để mà quảng cáo cho Midjourney đâu. Trong đây họ không có trả cho mình bất kỳ một đồng nào anh chị. Chỉ là khi mà mình sử dụng một cái công cụ nào đấy mà mình thấy nó hợp lý, nó hay, nó có vẻ là tốt cho chúng ta và chúng ta có thể sử dụng để mà chúng ta đáp ứng những cái nhu cầu của chúng ta, thì anh chị hoàn toàn có thể sử dụng để mà chúng ta làm ra được những cái sản phẩm chúng ta ưng ý anh chị. Đây chúng ta có thể thấy ha. Ở đây mình sẽ survey hết một cái phần này và để anh chị sẽ thấy là mình được cộng thêm cái FastHour thật sự nha, chứ không phải là một cái trò đùa hay là như thế nào mà mình câu view chẳng hạn. Chúng ta hoàn toàn có thể kiếm được những cái FastHour trong đây. Ở trong đây á, đôi khi trong một tháng á, thì mình kiếm được khoảng 6-7 tiếng FastHour gì đấy, bởi vì mình tạo hình ảnh cũng khá nhiều. Nhưng mà thay vì chúng ta nâng cấp cái gói cao nhất chẳng hạn, thì anh chị có thể nâng cấp cái gói nhỏ nhất thôi. Rồi sau đó chúng ta sẽ làm những cái survey như thế này và chúng ta sẽ có thể kiếm thêm những cái FastHour trong đây để chúng ta có thể sử dụng mà nó linh hoạt hơn ha. Đây mình sẽ nhấp nhanh một số cái mục chẳng hạn. Đấy, khi mà chúng ta làm xong á, anh chị chỉ cần bấm vào nộp ha, nó sẽ cho chúng ta biết là ở đây mình đã bị thiếu một số cái mục survey này. Mình sẽ kéo lên, mình sẽ xem thử cái chỗ nào mình bị thiếu ha. Khi mà mình bấm vào nộp rồi thì nó đây nó báo cho mình một cái kết quả khảo sát nè, đo lường cái tính cách của mình như thế nào. Đấy, có sự bình tĩnh, tình cảm gì đấy, tôn kính gì đấy ha. Nói chung là cái kết quả này cũng khá là tốt để cho anh chị có thể sử dụng vào cái việc mà chúng ta hiểu được bản thân chúng ta hơn chẳng hạn. Còn mình thì mình sử dụng cái này á, không phải vì mục đích này, mình tìm thêm cái FastHour ha. Rồi bây giờ mình sẽ vào lại trong account mình xem thử nha. Anh chị sẽ thấy nha, từ 1 giờ 47 phút lúc đầu á, bây giờ nó đã tăng lên 3 giờ 46 phút. Và anh chị sẽ thấy ha, khi rơi chuột vào đây anh chị thấy 1 giờ 47 phút á, mình sử dụng được đến ngày 3 tháng 12. Bởi vì cái survey mà 1 giờ 47 phút á, mình làm vào bài 3 tây tháng 11 thì nó hết hạn trong vòng 1 tháng. Còn cái survey ngày hôm nay chúng ta đang làm nè, kiếm thêm 2 tiếng đồng hồ là 1 giờ 59 phút á, nó sẽ hết hạn vào ngày 4 tháng 12, tức là ngày mà quay video của mình á, là ngày 4 tháng 11 thì nó hết hạn trong vòng 1 tháng à. Khi mà chúng ta sử dụng không hết á, thì nó cũng hết cái lượng FastHour này ha anh chị. Và khi mà chúng ta sử dụng ở trong đây cái gói chúng ta thì nó sẽ trừ cái thời gian của FastHour này trước, sau đó nó mới trừ lên cái thời gian của cái gói chúng ta. Nên khi mà chúng ta có nhu cầu sử dụng nhiều á, thì chúng ta hãy match cái survey, chúng ta hãy làm cái survey. Nếu trong tháng đó mà chúng ta sử dụng nhiều thì chúng ta làm cái survey nhiều để chúng ta kiếm thêm giờ. Còn nếu mà trong tháng đó mà chúng ta sử dụng ít thì anh chị có thể để dành những cái survey này qua tháng sau chúng ta làm, bởi vì nó sẽ nằm ở đây thôi, nó sẽ không có mất. Và đôi khi trong tháng sau họ sẽ bổ sung thêm một số survey vào để chúng ta làm, chúng ta có thêm những cái FastHour ha. Ví dụ như cái survey này anh chị có thể thấy brand image nè, mình nhấp vào đây cho anh chị thấy nè. Thời gian của cái survey này nó làm khoảng 4 phút thôi và nó sẽ tặng cho mình một cái tiếng đồng hồ FastHour nữa, rất là tốt anh chị. Đấy là cái cách mà chúng ta có thể kiếm thêm những cái FastHour trong Midjourney ha. Đây là một trong những công cụ mà rất là tốt trong việc tạo ảnh để mà tạo ra những kết quả và những cái hình ảnh cực kỳ đẹp ha. Và nếu mà được thì anh chị nên có một tài khoản Midjourney. Đây là một công cụ tạo ảnh rất tốt. Và những cái hướng dẫn ở trên video của mình, ở trên channel mình thì mình thường tập trung vào việc sử dụng Midjourney. Mình sẽ không sử dụng một số công cụ khác, ví dụ như Leonardo hoặc là Copilot, mà mình sẽ tập trung vào sử dụng Midjourney. Nên anh chị có thể có một cái tài khoản Midjourney thì chúng ta có thể follow theo những cái video hướng dẫn mình, nó sẽ dễ dàng hơn anh chị. Ok anh chị, đó là cách chúng ta có thể kiếm thêm FastHour ở trong Midjourney. Và nhớ like, subscribe video này nha. Mình sẽ bổ sung thêm một số mẹo để sử dụng các công cụ AI để chúng ta có thể sử dụng được nhiều hơn anh chị. Bye bye anh chị.